Thưa quý vị, ngày 18 tháng 4 năm 2019, Cục Kế hoạch Tài chính, Bộ Tài chính phối hợp với Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia thuộc Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn đấu thầu qua mạng. Hội nghị trực tuyến giữa điểm cầu Hà Nội và điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại hội nghị, ông Phạm Thi Hùng, Giám đốc Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia đã giới thiệu tổng quát về hệ thống đấu thầu qua mạng, đồng thời giới thiệu những nội dung của Thông tư số 4 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Thông tư số 5 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Theo ông Phạm Thi Hùng, việc áp dụng đấu thầu qua mạng trên phạm vi cả nước là yêu cầu bắt buộc theo lộ trình, phù hợp với điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin, truyền thông và trình độ, nhận thức của các bên tham gia. Cũng tại hội nghị, nhiều câu hỏi về các vấn đề còn vướng mắc tồn tại trong thực hiện đấu thầu qua mạng cũng đã được ông Phạm Thi Hùng giải đáp cụ thể.